À, xin chào thầy và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay clip làm lại bài tập của thầy đã hướng dẫn chương trình điều khiển 32 led. Đơn chạy 5 kiểu khác nhau. Sử dụng hai nút nhấn up và down để điều khiển. Thì mình bước vào mô phỏng cái chương trình. Thì đây mình đã viết chương trình sẵn. Đây là khai báo thử nghiệm. Biết kit 2 và mình sẽ khai báo các biến ki cell led run điểm led rồi 32 ra sẽ là 16 nhé, phải bên trái là sai trạng thái 1 trạng thái tạm 1. Thì như thầy đã hướng dẫn thì mình sẽ sử dụng ngắt phím để làm bài này. Đầu tiên chúng ta sẽ biết chương trình con ngắt phím. Thì đây, khi mà nhấn khi nào pin B5, pin B5 được nhấn thì trạng thái sẽ bị cộng cộng, và khi trạng thái bằng 6 thì trạng thái sẽ bằng 0. Rồi sau đó mình sẽ tương tự như là khi mình nhấn pin B4 thì trạng thái sẽ trừ trừ, và khi trạng thái bằng -1 thì trạng thái bằng 5. Và đầu tiên mình sẽ viết 5 chương trình con. Đầu tiên là sáng dồn. Thì đây là chương trình con của sáng dồn ca nhỏ 32. Nếu y còn đang trong cái này, trong cái ngưỡng 32 trừ k thì led sẽ bằng run o với lại cell, xong rồi xuất xong cái biến led này, xong rồi delay, xong rồi mình dịch run một đơn vị để xong bên trái. Và tương tự như vậy, sáng dần đều 32 led và sáng tắt dần 32 led từ phải sang trái. Thì nếu mà khi mà nhỏ hơn 32 thì rất led dịch sang trái 1 xong rồi cộng với 1. Cái này là để bật từng led đó, xong rồi sót 32 led delay và tương tự như vậy để tắt led, rồi chương trình sáng nhìn đều 32 led từ trái sang phải thì nó cũng tương tự như 30 led sáng nhìn đều 32 led phải sang trái. Nhưng ở đây mình sẽ có một là 0x8 con vô không. Rồi đây là bật led, đây là tắt led. Ở đây là 32 led sáng từ ngoài vào. Mình sẽ chia thành hai vế là vế trái, vế phải, vế trái. Thì để vế phải mình sẽ dịch trái, dịch trái xong rồi cộng với lại 0x1. Đây vế trái mình sẽ dịch phải, dịch phải 1 vị là 0x8 không không không. Rồi xuất xuất hai đứa vô cùng vế trái và vế phải. Và tương tự như vậy để vế tắt. Chương trình xác nhận đều 32 led trong ra thì nó cũng tương tự như vậy, tương tự như xác nhận đều từ ngoài vào trong. Rồi nhưng mình bỏ qua. Ở đây là vào main thì đầu tiên mình sẽ chữa tất cả chân, và sau đó mình sẽ chết chít B rồi mình dùng nút nhấn. Rồi đây mình sẽ khai báo ngắt toàn cục, sau đó đây sẽ là khai báo ngắt phím. Trong white true này mình sẽ dùng whiskey rồi bỏ trong chương trình con đi vào. Đó, ở đây mình có viết một là nếu mà biến tạm này mà khác với cái biến trạng thái thì cho này bằng mấy lần mình xác từng ngoài trạng thái tạm sẽ bằng mấy trạng thái. Rồi mình sẽ qua phần mô phỏng. Thì ở đây mình đã làm sẵn rồi. Đầu tiên vào sẽ chạy sáng dồn
Và khi mình tác động pin B5 này, chúng ta sẽ lên 1, 2, và sẽ trừ trái của phải và trái, phải chân trái. Rồi khi mà mình nhấn pin B4 thì nó sẽ giảm. Trái vào phải. Mình là sáng từ ngoài vào, mình sáng từ trong này. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.